Xin chào các bạn, đây là đường Khuất Chí Tiến. Chỗ này thì ngã tư Khuất Chí Tiến với cả Lê Văn Lương và Tố Hữu. Rẽ trái là Lê Văn Lương, rẽ phải là Tố Hữu. Tuy nhiên là cấm không được rẽ trái các bạn nhé. Nếu như mà đi qua đây các bạn mà rẽ trái là sẽ bị bắt ngay. Có cái biển cấm rẽ trái, cấm quay đầu luôn. Thấy chưa? Rồi cái xe này phất mất rồi. Đấy, để thấy chưa? Rất rõ ràng. Cho nên là khi mà đi muốn rẽ vào Lê Văn Lương ấy, thì các bạn đi qua cái ngã tư này một chút, nó sẽ có cái đường vòng quay lại. Ở đây là cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên luôn, nên là hết sức cảnh giác. Có rất nhiều xe vẫn cố tình rẽ trái vào Lê Văn Lương. Để mà cho nó an toàn là tốt nhất là đừng có rẽ trái các bạn nhé. Đi thẳng thêm một đoạn nữa thôi, khoảng mấy chục mét, 50 mét sẽ có chỗ quay đầu, yên tâm cực kỳ luôn. Ok, chúc các bạn tham gia giao thông an toàn, không bị cảnh sát bắt, hạn chế.